Thế thì bây giờ như công nói lúc đầu đó là nó cứ thành, nó giống như thành trend vậy, ai cũng nói mình là coach. Rồi mọi người nói bây giờ thôi, bây giờ không nói là đào tạo nhân viên hay huấn luyện nhân viên đâu, gọi là coach nhân viên. Ví dụ như vậy, mọi người chỉ đổi cái tên thôi. Hoặc có những người đã từng nói với Hương là chỉ đọc sách thôi, xong rồi làm coach, chuyển sang coach. Thì như thế, liệu có thật sự là coach không? Và làm sao để biết là mình có phù hợp với coach hay không? Thì Hiền, mời Hiền trả lời câu hỏi đấy trước đi. Ở góc độ của Hiền thì Hiền lo cái phần đào tạo của Coach, thế nên là Hiền là cái người tiếp xúc với học viên, và rất nhiều học viên khi quyết định đi học thì thường hay hỏi là thế em không biết là em có phù hợp với coach không? Thì cái câu hỏi đầu tiên Hiền sẽ hỏi mọi người là cái lý do gì khiến mọi người mong muốn trở thành coach. Và Hiền thấy có một cái mẫu dấu chung là những người yêu thích coach, muốn trở thành coach, có một cái điểm tương đồng là họ rất là thích giúp đỡ người khác, thích chia sẻ, thích cho đi, và cái nhu cầu cống hiến của họ khá là cao. Và những người đó trước khi biết đến coach thì thường họ đã là cái người hay được tìm đến để chia sẻ, để hỏi xin lời khuyên, rồi là cái nơi để như kiểu là để những người khác có thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Và bây giờ họ thấy cái nhu cầu là họ cần có một cái phương pháp rõ ràng để có thể giúp người khác một cách hiệu quả hơn, và họ tìm đến coach để hệ thống hóa và làm mọi thứ họ đang làm một cách chuyên nghiệp hơn. Thì đấy là một cái điểm chung của những người yêu thích coach và phù hợp với coach. Còn về mặt cá nhân thì nhìn thấy những người học coach hoặc là thích yêu thích coach thường là những người có tư duy phát triển, cởi mở, tích cực, và họ có một cái xu hướng thích lắng đọng, chiêm nghiệm, rồi thích tìm hiểu và đi sâu về về thế giới nội tâm. Đấy là những cái điều mà Hiền quan sát thấy ở những cái người thích coach khá là tương đồng ở cái điểm đó. Thì Hiền nghĩ là nếu mà đâu đó trong chúng ta có những người vẫn đang băn khoăn, không chưa hiểu về coach hay mình có phù hợp với coach hay không, thì mình cho mình cái cơ hội để trải nghiệm, được làm coachee đi đã. Để khi mà mình đã trải nghiệm và mình tin tưởng là coach nó rất là mạnh mẽ, nó mang lại thực sự giá trị, thì khi đó mình đã quyết định là mình có trở thành coach hay không. Và mình thực sự phải nhúng mình vào cái môi trường đấy thì mình mới biết là mình có phù hợp hay không. Còn đâu đó đứng ở ngoài để quan sát nhìn người nọ, người nhìn người kia thì nó vẫn chỉ là một cái góc nhìn ở bên ngoài thôi. Thì hãy hãy nhúng mình thực sự là trải nghiệm, rồi mình sẽ tìm ra được cái câu trả lời cho mình. Rồi, cảm ơn Hiền. Công ơi, công có bổ sung gì không? Cái bổ sung một ý, thường công hay trả lời là cái câu câu hỏi của chị là mình có phù hợp với cốt hay không, đúng không chị? Đúng rồi em. Em nói chung, ok. Cái câu hỏi trước khi mà muốn biết mình phù hợp với coach hay không á, thì mình xem là mình có phải là coachee dễ thương hay không. Mình có thuộc dạng là có để có gọi là coachable được hay không. Mình là có thể là dạng để người khác coach được hay không. Nó liên quan đến câu chuyện của chị Hiền vừa kể, đó là sao ạ? Mình phải trải nghiệm nó. Và mình thấy là wow, ở góc độ là coachee mình đã được cái người coach cho mình một cái trải nghiệm tuyệt vời. Thì câu câu hỏi đặt ra, vấn đề đặt ra ở đây là mình phải chọn lựa cho mình được cái người coach ha. Bởi vì trên thị trường nó nói chung là sẽ có người coach level này, người coach level kia, thì cái trải nghiệm, được những cái trải nghiệm đầu tiên của chúng ta là quan trọng. Và chúng ta bởi vì chúng ta nên như thế này, đây cái công khuyên là những người coach á, thường nó sẽ có buổi huấn luyện chiến lược đầu tiên, là cái buổi đấy người ta sẽ không tính phí, đúng không ạ? Thì bạn sẽ chọn lựa một vài người coach để bạn xem cái cách tiếp cận của nó như nào, bạn thấy là coach ra làm sao, thì đó là cái cách mà mình có thể làm. Và cái thứ hai nữa, sau khi mình thấy được rồi thì mình lại đặt câu hỏi tiếp, liệu mình có phù hợp với cái nghề coach hay không. Thì vấn đề á, cái câu trả lời của công đây là mình sẽ không biết mình phù hợp hay không nếu mình không thử. Công có nói rồi, mình học xong đại học mình kêu chết bà rồi, lộn bà ngành rồi, đúng không ạ? Mình mất 5 năm mình mới nói chết bà rồi, mình học xong mình lộn ngành rồi, huống chi là cái chuyện này. Một cái điều đơn giản là gì? Anh ơi chị ơi, em rất là muốn về nghề coach nhưng mà em đang rất là hoang mang, để có cách nào? Ok, thì người ta sẽ mời đến lớp, đúng không? Mình dự tính một buổi hai buổi, mình xem những cái học viên khác như thế nào rồi mình nhúng mình vô, thì lúc đấy mình nói là cái này nó không hợp thôi mình bỏ, nhưng mà kêu này nó hợp thì mình sẽ quyết định. Có nghĩa là mình phải tìm cho mình gathering fact, mình tìm cho mình những cái thông tin để mình chứng tỏ những cái gọi là challenge, những cái assumption của mình, những cái dự định của mình nó đúng hay không, thì mình phải nhúng mình vào. Thì công tất cả những cái công tiếp cận đều rất là một cách logic, bởi vì công là dân cơ khí mà, công là dân kỹ sư mà, bây ra nên nó là fact, thì mình cần phải nhúng mình vô để mình trải nghiệm và mình kiểm tra
cái gọi là cái điều mình giả sử nhé.